làm sao mà nấc. Thế có phải con Igo phá cái này không? Đứa nào phá? Hả? Mà nấc. Ý là Igo không phá hả? Thôi thôi rồi, thế đưa đây. Qua con Siro nó đi chơi đấy. Con này nhiều ấy lắm. Rêu. Gắn luôn cả máy quay ấy hả? Ghê nhè.